chị. Cho chị hỏi không biết là chị đang muốn quan tâm đến sản phẩm nào bên em ạ? Chị đang muốn tìm cách tăng ký thứ 3. Ý chị là sao nhỉ? Em cũng chưa hiểu lắm ấy. Ý chị là cách tăng kính mà chia ra là 3 phòng đúng không ạ? Không, em chả hiểu cái cách gì cả. Ý chị là cách tăng kính mà 3 cửa ấy. À, ý chị có phải là bộ cách tăng kính cửa trượt 3 cánh đúng không ạ? À, đúng rồi. Thế từ nãy giờ chị nói mà bây giờ em mới hiểu ạ? Hy vọng là đoạn tiệp phẩm vừa rồi thì đã mang lại tiếng cười cho mọi người. Và chủ đề của mua sắm thông minh ngày hôm nay đó là những ưu điểm của bộ vách tăng kính cửa trượt Highwind. Vách tăng kính cửa trượt nhìn vào thì có vẻ tưởng như là cái kết cấu của nó thì phức tạp hơn rất nhiều so với vách tăng kính cửa mở quay. Nhưng mà thực ra thì kết cấu của nó phức tạp hơn thật. Đùa vậy thôi, chứ thực ra thì kết cấu của vách tăng kính cửa mở trượt cũng không quá phức tạp và chắc chắn là nó cũng mang tới một trải nghiệm tiện nghi không kém gì so với vách tăng kính cửa mở quay. Vách tăng kính cửa trượt của Highwind thì có thể lắp đặt thành cửa trượt 2 cánh, cửa trượt 3 cánh tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Và không ít người khi lựa chọn cabin tắm rất thích kiểu dáng cửa trượt này, đó là bởi vì thứ nhất, tối ưu không gian phòng tắm vì không mất diện tích đóng mở cửa. Thứ hai, không làm mất đi sự liền mạch của không gian. Thứ ba, tiện lợi cho việc đi lại, đặc biệt an toàn khi nhà có trẻ em, người già. Và thứ tư, cabin cửa trượt hạn chế góc cạnh, thuận tiện khi vệ sinh. Và chắc chắn là khi mà bạn lựa chọn phụ kiện vách tăng kính của Highwind thì bộ vách tăng kính nhà bạn còn có nhiều ưu điểm vượt trội hơn. Đóng mở cửa cực êm ái, hệ thống phụ kiện độc đáo có thể giấu bánh xe, kẹp kính hay là giảm chấn dẫn hướng vào bên trong thanh ốp. Phụ kiện Highwind đa dạng, có thể lắp được cho cả vách tăng kính cửa trượt 2 cánh, 3 cánh. Phụ kiện lắp đặt vách tăng kính cửa trượt hiện nay trên thị trường có rất là nhiều, nhưng mà để nói về chất lượng tốt nhất hay mẫu mã đa dạng nhất thì mọi người hãy nhớ tìm đến Highwind nhé. Phong cách phụ kiện lắp đặt vách tăng kính của Highwind thì trải dài từ tân cổ điển cho đến hiện đại, từ mềm mại cho đến cứng cáp, hay từ đơn giản thanh lịch cho đến siêu cá tính nữa. Highwind cũng ưu tiên lựa chọn vật liệu inox 304 chống ăn mòn cực tốt để sản xuất và mang lại trải nghiệm sản phẩm tốt nhất cho mọi người. Cabin tắm cửa trượt thực sự là một giải pháp giúp bạn tối ưu không gian sống nhà mình rất là hoàn hảo. Và hy vọng là những thông tin mà chúng mình chia sẻ trên đây thì sẽ giúp mọi người lựa chọn được cái cabin phù hợp với gia đình mình. Và nếu như mà ai còn đang phân vân là có nên lắp vách tăng kính cửa trượt hay không ý, thì chắc chắn là nên rồi. Mọi người ơi, để có thể ngắm nghía được nhiều hơn này thì chúng ta hãy tới showroom của Highwind tại tầng 3 tòa nhà The Golden Palm số 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội để có thêm nhiều lựa chọn cho mình nhé. Và sau đây thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video mua sắm thông minh số tiếp theo.